Vâng, xin chào toàn thể anh em audio. Hôm nay ngày 4 tháng 4, Phạm Thức Audio tiếp tục giới thiệu đến quý vị các bạn là trước mắt anh em là chiếc lọc xỉ Technic SHGE90. Đây là một trong số những con đèn mà gọi là đèn mưa rơi đấy. Con lọc xỉ cho hình ảnh đèn mưa rơi rất đẹp. Và nó đã đi sâu vào huyền thoại về của một số anh em chơi audio. Những người đã từng chơi và những người đã mới chơi, và những người chơi lâu rồi thì đều hiểu tính năng và chất âm của cái con này. Con này thì nó là dòng điện tử, dòng đời điện tử nhá. Các phím của nó là phím ấn, chứ nó không phải là phím cần gạt. Và nó được thiết kế được một hệ thống đèn rất đẹp. Đây, như anh em ngắm từ nãy đến giờ rồi. Ngắm rồi mà ngắm chưa mất tiền, đúng không ạ? Được xem, được chơi và được hiểu một số thông số kỹ thuật của nó đây. Thì con Equitechnic này được sản xuất từ những năm 1999 đến năm 2002 thì nó dừng, nó không sản xuất nữa. Đấy. Và đầu tiên thì chiếc lọc này là nó được thiết kế với cái mặt của đằng trước này là mặt nhựa, và được thiết kế với sơn, màu sơn là màu xanh nòng súng, không phải đen xì và cũng không phải xanh mướt, mà nó là màu nòng súng. Đây, anh em nhìn rõ chưa? Chiếc lọc này là hàng bãi về nên nó không thể tránh được một vài điểm xước sát. Thì đây, có một điểm xước ở đây, anh em nhìn rõ chưa? Đấy, một điểm xước ở đây. Còn tổng thể hiện tại bây giờ máy đang chạy và hoạt động hoàn hảo, ok. Và có một cái điểm nữa là cái điểm đây này. Cái chỗ này là cái dây cáp nó bị nối. Có nghĩa nó bị từ đây hàn vào vẫn ok, nhưng mà em nó tự tay ra cố lại để hàn lại để cho dây nó căng và mềm hơn. Đây. Và đây là phần ruột gan bên trong của máy. Nói chung là tổng thể cho em nhìn thì máy nó zin. Đây, chính tay em hàn cái này. Anh em nhé, chính tay em hàn. Em nối thêm một đoạn cáp từ đây đến đây để cho cái dây này nó đẹp hơn, nó thõng thả hơn. Đấy, nó chính tay em làm. Màn hình đèn hiển thị mưa rơi nhá. Và cách chỉnh của con này thì sử dụng 4 đường này, ba và left. Đây. Mình bấm cái này thì nó sẽ vị lên vị trí này, xong sau đó mình bấm lên hoặc bấm xuống. Dòng Technic E90 này thì được cái là tiếng bát, tiếng tép của nó khi mình chỉnh nó có hiệu ứng luôn và rất rõ ràng rành mạch. Đấy. Còn mình muốn chỉnh cái giải tần nó lên xuống thì mình bấm vô đây. Đây là xóa này, đen này. Qua quai và không có quai ở đây này. Còn muốn cái quai nó duỗi hay quai nó thẳng này, nhìn này. Đấy, bấm nút bên cạnh này. Bấm có nút cái chữ SLOA đấy. SLOA này, đây, bấm nút SLOA này. Để cho nó có thể nhảy được cái hiệu ứng kênh của nó cong nhiều hay cong ít anh em nhé. Anh em nhìn thấy chưa? Còn cái nút bô lăng này là dùng để chỉnh giải tần này, anh em nhìn này. Đấy, để xoay cái giải tần nó nhảy như nào. Đấy. Sau khi mình chỉnh xong mà mình không chỉnh nữa thì đèn nó ắt, nó sẽ tự mưa rơi đổ lại. Qua qua nhá. Anh em nhìn cái đèn này. Không qua quai này. Đây, quay đằng sau cho anh em xem sản phẩm. Cái này là cái vết mà từ cái nắp nó úp vào nhá. Sau khi nắp nó úp vào thì nó sẽ hết anh em nhá. Con này dòng Equitechnic E90 này thì như con này thì nó đang sử dụng đa cầu điện. Đây, nó có một cái cầu điện ở đây này. Mình xoay điện, hiện tại bây giờ em đang để điện là 220V. Đầu vào là cổng in và đầu ra là cổng ớt. Cổng chính của nó là bên mé bên tê như này, nó sẽ ngược lại những con khác. Còn cổng táp là bên này, in vào bên này và ớt ra bên này. In vào, ớt ra, in vào, ớt ra. Anh em nhìn chưa? Chiếc Equitechnic này thì thông số kỹ thuật của nó là như này. Chiều rộng của nó là 43, chiều cao của nó là 9,2 và chiều sâu của nó là 29cm. Trọng lượng của con này là 3kg. Và giá của chiếc lọc này thì bên Thức Phạm Audio, Thức Phạm Audio sẽ xin báo giá với anh em là 4,1 triệu. 4,1 triệu chiếc lọc xì này nha. Tiền cước nó lên một chút, trước em bán 4 triệu, giờ em bán 4,1 triệu. Anh em nào chung kết thì liên hệ đến địa chỉ 468 đường Điện Biên, thành phố Nam Định. Cái nắp của nó đâu rồi? Đây, cái nắp của nó đây. Đây, cái nắp của nó đây, anh em nhé.
đẹp luôn. Đây cái nắp của nó đây, không xước xát gì. Rồi, xin chào anh em và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình lần sau.